Bayef Glian Igri. Chụp game Moscow Vampire. À, tận Còn game 18 tháng mẹ 5 gì nó mới nữa? mở. 18 tháng Ui 5 nó mới dồi, mở. 18 tháng 5 mới mở mười tám bán. ạ. Ui dồi, thế này thì 3 tuần à? 3 tuần, Không, tức ba tuần nữa nó là mới mở. 3 tuần nữa nó mới mở. À Thế ok. đấy, tôi chẳng bảo 3 tuần à. Ờ đây, vô khí. Ai nờ có tim à? Để Chỉ tôi ấy. slot. Ồ. Chỉ số rồi. Tôi bảo đây, 1 2 3 4. Chuyên nghiệp kinh sóng không? Chỉ kịp 6. Đã mà anh là anh pháp. 1 2 3. Được rồi. MG3 thì cứ bình thường thôi, có ngon đâu, bắn Tesla, Lại để thua bắn Tesla gold lại vô à. ninja. Nên thua hả bọn? Tầm này chỉ có SG Tao nói tính thôi. nó đó. Tầm này SG hoặc AK thôi, MG chẳng quan trọng đâu, Tesla bắn có mấy được mấy đâu mà. Đây thì gã thì game rồi, vã game rồi. Vậy cứ phải lo. Sao ấy, khủng lạnh. Đã có team còn ai còn slot trống ấy à? Tôi đang kéo cái thanh niên Tema kia Đi ra đồ ngon ngon đi. leo rank AI này. Cần thêm hai người, nếu cần tầm ba người nữa. Hai người nữa nhầm. Hai người nữa kìa, anh em nào ở ngoài đang còn trống kìa, hai người kìa, qua phụ kìa. Bây giờ xin ba Cần giờ thì hả? bên này tôi chia người qua cho, kẹp tay ma vào đây Ok. để xong đặng ra, rồi để tách một người qua. Rồi. Tận lại. Được rồi. Cứ thế đi. Đang qua. Vớp 12 về bắn cũng không xin nhê bằng Holy với A12 đâu, để dành làm cái gì? Tôi Basilic đi giết cô có Nó khác cũng gì thế à, chứ bắn không được mấy đâu. Duy Anh ơi, Duy Anh Lét hả? rồi. Sao? Có Duy gì ơi, nãy mày giờ có nó trong hỏi bề về đắt là không Duy? con nhớ con skill một bộ S Basilic với CSGO nó có khắc trên khẩu M4. Canh nhảy cầu nha, canh nhảy cầu Duy nha, ơi, mày mày có có trong bề về đắt K không? Basilic. Có Con anh ơi. Mày kéo chim được Basilic không? M4 mà Biết hồi không chắc đi chắn á. là không rồi. Tại tao không có đem giày, không ấy, để tao kéo cho. Ủa, anh cũng đâu có giày đâu em. Vẫn kéo chim bình thường. Và hai để em kéo Anh nó mang không full hồi quan sinh nữa mà. mẹ đi mà chết với ba bạn không có cái nào né tụi quái thường không không chơi có ai gì ra đâu như mà idol hỏi cái một tuần nó đưa theo một mấy đúng không vừa rồi rơi dễ phần lờ vừa hôm qua bà sắp vào là đúng rồi Đình Dũng Đình Dũng cái này là cứ mỗi một tuần ấy thì AI sẽ đưa cho chúng ta bốn chữ ngại vật khác nhau thì cứ sau mỗi tuần đấy là nó sẽ lại thay đổi một lần. Thì không phải là nó thay đổi theo kiểu obstacle ấy. là thay đổi theo kiểu lúc tao tung đâu mà nó thay đổi theo kiểu từng nhóm. Tức là ví dụ tuần này là xoáy, bom, tử thần với bóng tối thì có thể thì trước đấy là cái gì nhỉ? Quên sử rồi. Sét này. Duy Anh ơi. Tuần vừa rồi là cái gì nhỉ? Tôi quên bà rồi. Tuần vừa rồi cái gì? Được vừa rồi cái chướng ngại vật của bên Lanh A ý là cái qué gì nhỉ? Set này. Tôi có sét này, có đầu này, cuồng nộ với cả Nam kiểu gì châm. nó lẹt ở 500 đúng rồi 500 Về cái gì? đấy có thế thôi sét này 500 đầu á giáp với cả cuồng nộ. Nó chỉ có bé Tuần này đúng kiểu bóp dài. tuần này bóp dài hơi bị nguy hiểm Ăn đấy. nốn rồi. Bảo sao khoái quá một kiếm tin ghép và trả chị ghép người có level thấp đấy mà bà thích ngay Toàn bây giờ toàn tách giữ chim không thế này thì lấy toàn lót con rồi, nào mày chơi một cao này. cái vấn đề là các cái vấn đề ấy là nó đã tụt tổng từ cái nguồn
ra cái vấn đề nó tồn đọng ngay từ đầu mùa đầu tiên ấy, tức là cậu mà không cài sớm ấy